Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Tuấn. Hôm nay mình xin làm một bài led 7 đoạn gắn trực tiếp với con BOC 16F887. Thì nó có ba cách giao tiếp của con led 7 đoạn với BOC. Thì nó có cái cách thứ nhất là cách trực tiếp, cách thứ hai là kết nối với lại con IC 74595, cách nữa là quét led. Thì hôm nay mình làm cái cách thứ nhất. Vô cái phần vẽ thì ở đây mình sử dụng cái con led này là C anode chung, CA là anh chung. Thì hồi nãy mình có để con này nó sát vô đây, thì các bạn lưu ý là phải để xa xa với kéo cẩn thận một tí. Nãy nó không có chạy. Thì ở đây mình chỉnh nó lên là 220. Tiếp tục qua cái phần chương trình thì ở đây thì mình khai báo những cái thư viện. Rồi mình đặt cái hàng số làm cho nó chạy cho nó cái vòng lập for chạy từ 0 đến 10, 0 đến 9 thì y sẽ bé hơn 10. Rồi mình cho cái khoảng thời gian delay của nó là 200 thì nhanh quá thôi, 300 mili giây đi. Rồi mình tiếp tục thì mình vô cái phần một khổng mình cho nó chạy. Đó. Thì xin cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã xem cái clip của mình. Thì để tiếp theo phần tiếp theo thì mình sẽ làm một cái phần clip khác là giao tiếp với con IC 74C595.